Hello mọi người, lại là Trang Khàn đây. Người bị cả thế giới ghét, cả xã hội quay lưng. Tuy nhiên các bạn bảo tôi mặt trơ á, trơ là trơ thế nào? Tôi thấy bình thường thôi. Cuộc sống này làm gì có ai được ai cũng yêu quý và tâng bốc đâu mọi người. Cuộc sống này làm gì có ai 100% được mọi người thương. Ai cũng vậy thôi. Ai cũng sẽ bị ghét, ai cũng sẽ có những người ghét. Tuy nhiên khi mà tôi trưởng thành đến tầm 40 sọi này rồi thì tôi thấy rằng là người nào khéo che đậy thì các bạn không biết thôi. Nhưng tôi lại ngược lại, tôi luôn phơi bày ra những khó khăn, những thử thách, những xúc cảm của chính mình. Vì đâu đó những người yêu thương tôi, những người mến tôi, những người thích tôi, họ cũng có những cái trăn trở giống mình. Có rất nhiều người nhắn tin cho tôi rằng: chị ơi, sang Mỹ mạnh mẽ như chị có bao giờ cảm thấy mệt mỏi không? Có chứ, mệt mỏi chứ. Thấy mệt mỏi lắm khi mà thấy cứ suốt ngày ngồi nhìn bốn bức tường không làm việc. Ức chế chứ, chân đi chân chạy mà phải ngồi một chỗ. Đó là lý do sang được 1.5 tháng là đã lọc cọc đi thi bằng lái xe, rồi làm tất cả những giấy tờ thủ tục để chuẩn bị cho việc kinh doanh online sắp tới. Măng, miến, nấm, tôm khô, cá khô, cá lóc, mắm tôm, tất cả những thứ đó nhà tôi đều bán. Đây là măng này, là măng xé sợi dành cho những bà nào lười như tôi này. Nấm hương thì các bà cắt chân, sau đó các bà bắt đầu xào nó bằng mỡ heo hoặc là xào nó bằng mỡ vịt. Luộc một con vịt thì chỗ nào béo nhất các bà cắt ra, các bà cho vào cái chảo các bà chiên. Chiên xong các bà lấy cái mỡ của con vịt đó các bà xào. Chứ đợi luộc con vịt xong các bà múc cái mỡ ra thì các bà vỡ nợ. Nhìn cái nồi măng vịt chưa, nó làm gì có mỡ. Bởi vì giờ là tôi gầy xuống 7 cân là tôi đã rất mừng rồi mấy má ơi. Đó, con vịt đấy trông nó sexy vậy thôi, nhưng mà chỉ để ninh để ăn măng thôi nhé. Cuộc sống này chúng ta được quyền lựa chọn con đường đi của mình. Chúng ta được quyền lựa chọn cách sống của mình. Những người càng ghét tôi thì tôi lại càng thích làm cho người ta ức. Ức vì sao ư? Vì họ sẽ dành thời gian chửi rủa mình. Còn mình thì ngồi đọc comment, thấy đúng ý quá trời luôn. Cuộc sống này này các bạn ơi, các bạn cứ chửi nhiều vô, dành thời gian chửi tôi thật nhiều vào. Nhớ đừng ghét tôi nửa mùa, phải ghét tôi đến chết. Phải ghét tôi đến lúc mà hai tay đặt xuống cái chỗ đó, rồi nhắm mắt lìa xa cõi đời vẫn phải ghét. Đó, cuộc sống là như vậy. Đấy mới là những người bất hạnh. Chứ còn mấy bạn bảo tôi rằng là: ôi, con này nghiệp quật nên giờ phải đi làm cọ toilet, không có tiền mà ăn mà uống mà tinh vi. Ôi my god. Các bạn biết sao không? Các bạn làm đúng ý của mình rồi đấy. Bởi vì mình không nói sao các bạn biết. Cũng như cái bát bún ngan này này, mình không quay lên thì làm sao mọi người biết nhà mình bán măng, bán miến. Có những bạn óc rất là óc bò, óc rất là tàu hũ đấy. Con này suốt ngày chỉ có quanh quẩn quanh cái bếp, đéo đi đâu cả. Thế những lúc đi chắc để các bác biết. Cuộc sống của người ta ấy, sử dụng mạng xã hội nó phải thông minh lên. Nơi người ta kinh doanh buôn bán, người ta chỉ đăng cái hàng người ta bán thôi. Đó là lý do vì sao ấy, nhiều người sử dụng Facebook mà bạn bè phải hủy kết bạn vì hay sử dụng cái tính năng nêu bật. Tôi thì không sử dụng tính năng nêu bật vì mọi người sẽ cảm thấy khó chịu khi báo cái tin nhắn là nêu bật. Còn ai quý mến tôi, yêu mến tôi thì người ta cứ bấm vào xem tôi mà thôi. Đó, cái bát măng đó, cái bát măng của tôi đó các bạn. Tôi rất là mê ăn miến. Đó, miến rong đó, miến rong măng. Ăn một cái tô trà bá lửa thế làm sao không gầy? Ồ à mà làm sao gầy? Phải uống viên đốt mỡ trà giảm cân, ăn nhiều rau xanh. Đó, thấy cái rau kinh giới không? Một đồng 99 nó cỡ khoảng 10 cọng. Nên là mỗi một lần mà đi mua rau này này, phải mua 5-6 bó trong một tuần. Vì rất thích ăn rau này. Số nó khổ vậy đó. Sang đến trời Tây, làm gì có tiền để mà ăn sơn hào hải vị. Tiền đâu ra để mà ăn tôm, ăn gà, ăn bò. Chỉ ăn cá khô với miến nấm hương, măng khô mà thôi. Nhà bán gì ăn đấy, đỡ tốn tiền mua,
chỉ tốn tiền gửi, mà tiền gửi sang đây nó đắt hơn cả tiền mua. Bà con mình ở vùng đất xa quê ấy, chắc chắn cũng giống Trang thôi, thèm những món ăn quê nhà. Hôm nay mình đã đi mua kệ, để đóng kệ, mua tủ lạnh, chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị ship măng, ship miến, ship cá khô, mắm tôm cho mọi người đó. Những ai yêu quý mình, thả tim cho mình nha. Còn những ai ghét mình, thả mặt giận dữ và chửi mình nha. Mình rất cảm ơn tất cả các bạn đã từng ghét mình, sẽ ghét mình và ghét mình mãi mãi. Các bạn làm cho mình thấy cuộc sống của mình thật may mắn, vì đời mình không bao giờ ghét ai quá 3 ngày. Ai muốn làm gì thì làm. Còn mình chuẩn bị tắm rửa gội đầu và đi ngủ đây. Bây giờ 6 rưỡi tối bên này, bên kia sẽ là 5 rưỡi sáng. Đó, đó hoa tulip muôn màu, đẹp quá trời đẹp luôn. Cái đồng hồ trên tay mình bán nha. Hoàng hôn trên những chuyến tàu. Thank you Trang Khàn với bún đậu cô Khàn nồng nàn hương Bắc.